Xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với cả kênh Đài Xe Tải. Hôm nay là báo giá ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại Salon Xe Đẹp 88. Ngày hôm nay thì em chia sẻ và báo giá một số các mẫu xe tầm tiền từ 100 triệu cho các bác để các bác có thể sở hữu được những xe chất lượng. Các mẫu xe tải trọng tầm từ 1 tấn dưới 1 tấn, các dòng xe Taconer, dòng xe Đông Ben, dòng xe Suzuki và các dòng xe như dòng xe sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A như dòng xe Kia K2700, Kia K125, Kia K190 các bác nhé. Và đây em sẽ chia sẻ và báo giá cho các bác một số các mẫu xe này với từ thấp lên cao các bác nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đây, hiện tại thì đang có rất nhiều các mẫu xe đây. Đang có rất nhiều các mẫu xe để các bạn lựa chọn đây. Các dòng xe sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A, chở hàng rất là nhẹ nhàng và êm ái. Xen lẫn là có một số, có một chiếc xe Hyundai Porter đời 2003 các bác nhé. Em xin báo giá từ bên này đi. Hiện tại dòng xe Kia K2700 của em đang có rất nhiều. Em chuyên dòng xe Kia K2700 này, K3000 này, K40, K165, K125, K190 các bác nhé. Đầu tiên để bắt đầu chương trình em xin báo giá những cái mẫu xe tầm tiền từ 100 triệu trước. Đó là cái mẫu xe. Và để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe tầm tiền từ 100 triệu các bác nhé. Trước mắt bác đây là một mẫu xe dòng xe Đông Ben đời 2014, điều hòa, lót sàn đầy đủ. Một dòng xe tải trọng là 810kg với chiều dài thùng là 2m4. Và cái mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh xe tải cho mẫu xe này là 100 triệu đồng các bác nhé. Điều hòa, lót sàn đầy đủ rồi, về chúng ta chỉ vận tải kinh doanh thôi. Rất phù hợp chở các mặt hàng đi vào các cung đường ngõ nhỏ, rất là hợp lý, phù hợp này. Cái mẫu xe này em đã có cái video quay rất cụ thể và chi tiết rồi. Nên là các bác đang có cái nhu cầu thì xem về chi tiết về video, hình ảnh hoặc là có thể gọi điện thoại trực tiếp Zalo qua số điện thoại là 0975 180777 thì em có thể trực tiếp gửi cho các bác hình ảnh và quay Zalo trực tiếp cho các bác để các bác có thể nắm được về sơ bộ và cái chiếc xe này các bác nhé. Một mẫu xe dòng số nhà Đông Ben đời 2014, điều hòa nó sẽ đầy đủ. Thường là cái dòng này thì không có điều hòa đâu, nhưng chủ nhân của họ đã để lắp ngoài các bác nhé. Chủ cũ họ đã lắp ngoài rồi, là chúng ta nó có cái điều hòa để phục vụ các nhu cầu vận tải các cung đường xa của mình rồi. Với mức giá chỉ 100 triệu đồng thôi các bác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một dòng xe Taconer đời 2015, một mẫu xe tải trọng là 650kg, Taconer 750A. Và cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh này sẽ tải cho cái mẫu xe này là 105 triệu đồng các bác nhé. 105 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu mẫu xe này hãy để lại cho em để nhắn comment nhé. Cái xe này còn lót sàn rồi, mới sử dụng hệ thống làm mát mà có gió rồi, nên là chưa có điều hòa. Thường cái dòng xe bé bé này thì không có điều hòa với các bác nhé. Với chiều thùng là 2m2, máy móc nguyên bản, xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích, sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ dàng các bác nhé. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe dòng xe Kia K2700, Kia K2700 đời 2009, một mẫu xe tải trọng 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 1 tấn. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh là sẽ tải cho cái mẫu xe này là 165 triệu đồng các bác nhé. Điều hòa, lót sàn đầy đủ rồi, về chỉ vận tải kinh doanh thôi. Hệ thống treo bằng nhíp này thì đi chở hàng đi rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn. Đi cùng đường thành thị rất là ok các bác nhé, đường bằng phẳng rất là ok. Đi khá tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao nhiên liệu rơi khoảng tầm 7 đến 8 lít trên 100 km. Một lần nữa em xin được báo ra lại mẫu xe này, mẫu xe Kia K2700 đời 2009, một mẫu xe tải trọng là 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 950kg, điều hòa, lót sàn đầy đủ rồi, với cái mức giá đang được chia sẻ là 165 triệu đồng các bác nhé. Để tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe bên cạnh đây, đó là mẫu xe Kia K125 đời 2014, một mẫu xe tải trọng là 1,25 tấn đủ, với chiều thùng là 3m2. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh là sẽ tải cho mẫu xe này là 228 triệu đồng các bác nhé.
biển số 38C05555. Đây là một dòng xe đủ tải của dòng xe Kia K2700. Mỗi xe này có tải trọng đủ là 1,25 tấn các bác nhé. Điều hòa, lốp xe này đủ rồi. Xe cam kết không đâm đụng, không gặp nước, không tử kích, sang tên được chủ, nhanh chóng thế ra. Với cái mức giá là 228 triệu đồng các bác nhé. Em địa chỉ là phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Các bác mà đang có cái nhu cầu về cái mẫu xe này thì hãy để lại cho lời nhắn, để lại số điện thoại và hoặc có thể gọi trực điện trực tiếp qua số điện thoại là 0975 180 777. Sẽ có cái mức giá ưu đãi và phù hợp nhất cho các bác khi các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Em xin báo giá mẫu xe này. Mẫu xe Kia K125 đời 2014, một mẫu xe tải trọng 1,25 đủ với cái mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh này sẽ tải cho một mẫu xe sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A là 228 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cả một mẫu xe, mẫu xe Kia K2700 đời 2011, một mẫu xe sơn zin nguyên bản với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải trọng 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 950 kg, thùng nguyên bản, điều hòa, lốp xe đầy đủ với cái mức giá đang được chia sẻ là 195 triệu đồng các bác nhé, 195 triệu đồng. Video ngày hôm nay thì em sẽ dành chia sẻ thời gian chia sẻ và báo giá cho các bác về những dòng xe tầm tiền từ 100 triệu và các mẫu xe dòng xe sử dụng hệ thống treo bằng hàng chữ A và báo giá một số các mẫu xe mới về. Các bác đang có nhu cầu về mẫu xe nào hãy để lại cho em lời nhắn và comment. Ngoài ra các dòng xe sử dụng hàng chữ A em còn các mẫu xe như là dòng xe Kia K3000 dùng hệ thống treo bằng nhíp, một dòng Kia K40, K165 các bác nhé. Một nữa em xin được chia sẻ và báo giá lại mẫu xe này, mẫu xe Kia K2700 đời 2011, một mẫu xe tải trọng 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 950 kg, với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh này sẽ tải là 195 triệu đồng, sơn zin 99%, xe cam kết không đâm đụng, không gặp nước, không tử kích, sang tên đổi chủ dễ dàng, máy móc còn như là zin nguyên bản các bác nhé. Tiếp theo với tầm tiền 100 triệu nhô, một mẫu xe Kia K2700 đời 2006, một mẫu xe tải trọng 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 950 kg, và cái mức giá đang được chia sẻ trên tổng của kênh là sẽ tải cho cái mẫu xe này là 138 triệu đồng các bác nhé, 138 triệu đồng cho mẫu xe. Điều hòa, lốp xe đầy đủ rồi, xe còn đẹp, khung gầm chắc chắn, dòng xe đi rất tiết kiệm nhiên liệu, đi khoảng tiêu hao nhiên liệu rơi khoảng 100 cây chỉ rơi khoảng 7-8 lít thôi, 7-8 lít dầu thôi. Đi với cung đường thành thị, đường bằng phẳng rất là tốt, đi rất là êm ái nhẹ nhàng. Chở các mặt hàng nông sản cũng như là trâu gà vịt rất là ok các bác nhé. Gồm cây cảnh. Em xin được báo giá mẫu xe này, mẫu xe K2700 đời 2006, một mẫu xe tải trọng 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 950 kg, với cái mức giá là 138 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe dòng xe Kia K2700, dòng xe chuyên dụng để chở ga. Dòng xe Kia K2700 đời 2011, một mẫu xe tải trọng là 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 950 kg. Hạ tải xuống còn 1 tấn các bác nhé, mẫu xe này còn hạ tải xuống 1 tấn này. Thùng là chuyên để chở ga, các bác đang có nhu cầu mà chở ga, chở vịt ấy, thì hãy cân nhắc cái dòng xe này thì chúng ta về không phải làm thêm thùng hay là gì nữa. Đây là một dòng xe chuyên dụng rồi. Điều hòa, sàn sóng đầy đủ rồi. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh này sẽ tải cho cái mẫu xe này là 185 triệu đồng các bác nhé, 185 triệu đồng. Về chỉ được dùng để vận tải kinh doanh thôi chứ không phải làm thêm bất cứ gì cả. Một dòng xe tải trọng là 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 1 tấn. Dòng xe chuyên dụng để chở gà các bác nhé. Trên đăng ký đăng kiểm nó cũng ghi là dòng xe chở gà luôn, chuyên dụng luôn, hàng chuyên dụng luôn. Tiếp theo đây chúng ta cùng đến với cả một mẫu xe, dòng xe Hyundai Porter đời 2003, một mẫu xe tải trọng là 1,25 tấn, với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh đặt xe tải cho cái mẫu xe này là 128 triệu đồng các bác nhé. Sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, chở hàng cũng quá tải tốt với dòng xe này. Biển số 30K2224. Điều hòa, lốp xe này đủ rồi, và chỉ vận tải kinh doanh không phải làm thêm gì cả các bác nhé. Các bạn đang có nhu cầu kinh doanh khởi nghiệp với dòng xe này thì hãy cân nhắc lấy mẫu xe như thế này.
Dòng xe Hyundai thì nó nổi tiếng về sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu rồi. Em xin được báo giá lại mẫu xe này, mẫu xe Hyundai Porter đời 2003 với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của Kenstar cho cái mẫu xe này là 128 triệu đồng các bác nhé. 128 triệu đồng. Tiếp đến đây là một mẫu xe dòng xe Kia K2700. Kia K2700 đời 2009, một mẫu xe thùng lừng. Vận tải các mặt hàng như là nhôm kính, chậu cây cảnh, vật liệu xây dựng đều rất là ok. Điều hòa đầy đủ, chiếc xe này thì chưa có lót sàn các bác nhé. Sàn sóng của nó vẫn sàn zin nguyên bản. Với cái mức giá là để chia sẻ trên thống của kênh sẽ tải cho cái mẫu xe này là 165 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu chở các mặt hàng nhôm kính nhẹ nhàng thì hãy cân nhắc cái dòng xe này các bác nhé. Với cái mức giá cũng rất là hợp lý thôi. Thùng lửng thì em ngoài các dòng xe K2700, em còn các mẫu xe như dòng xe Kia K3000 thùng lửng. Đang có rất nhiều mẫu như đời 2002 này, đời 2010 này, đời 2011, 2012 này đủ cả các bác nhé. Em xin được báo giá lại mẫu xe này, mẫu xe Kia K2700 thùng lửng đời 2009, của mẫu xe tải trọng 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 1 tấn. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh đặt xe tải cho cái mẫu xe này là 165 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe Kia K190 đời 2016, một mẫu xe tải trọng 1,9 tấn. Đây là một dòng xe lưng tải của dòng xe Kia K2700 các bác nhé. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe đời 2016 này là 275 triệu đồng. Điều hòa rồi, chiếc xe có chưa lót sàn, sàn sóng nguyên bản, đẹp mướt luôn với cái mức giá là 275 triệu đồng các bác nhé. Thường những cái chiếc xe mà có sàn sóng đẹp xuất sắc thì thường sẽ không lót để cho các bác có cảm nhận được cái độ đẹp của nó các bác nhé. Chiếc xe này cũng có video quay cụ thể rồi, nên là các bác đang có nhu cầu về mẫu xe nào hãy comment cho em nhé. Chiếc xe này có đăng kiểm từ tháng 4 năm 2021 cơ, còn đăng kiểm khá là dài. Dòng xe K190 sử dụng hệ thống treo bằng thụt nhún. Tiếp theo là một mẫu xe mới về, mẫu xe Kia K2700 đời 2010, một mẫu xe tải trọng là 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 1 tấn. Và cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh là sẽ tải cho cái mẫu xe biển số 88C08861 này là 175 triệu đồng các bác nhé. 175 triệu đồng. Điều hòa lót sàn đầy đủ rồi. Tiếp theo sẽ là một mẫu xe Kia K2700 đời 2011, một mẫu xe tải trọng 1,25 tấn. Với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh này sẽ tải cho cái mẫu xe này là 185 triệu đồng các bác nhé. 185 triệu đồng cho mẫu xe này, một mẫu xe mới về tại đặt xe tải. Vào tầm chiều nay thì sẽ có những cái video quay rất là cụ thể và chi tiết về những cái mẫu xe mới về để các bác có thể nắm được các mẫu xe phù hợp nhu cầu công việc và nhu cầu tài chính của mình các bác nhé. Em xin được báo giá mẫu xe này, mẫu xe Kia K2700 đời 2011, một mẫu xe tải trọng là 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 1 tấn. Điều hòa lót sàn đầy đủ với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh đặt xe tải là 185 triệu đồng các bác nhé. Chúng ta sẽ ra phía bên ngoài đây để cùng thử báo giá một số cái mẫu xe dòng xe 5 tạ, 7 tạ, 8 tạ và một số cái mẫu xe dưới 1 tấn các bác nhé. Trước mắt các bác đây là một mẫu xe đời 2014, mẫu xe Taco Towner 750A, tải trọng là 650 kg. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh đặt xe tải cho mẫu xe này là 100 triệu đồng các bác nhé. 100 triệu đồng. Kế bên đây là một mẫu xe Suzuki Super Camry 5 tạ đời 2016, một mẫu xe tải trọng 500 kg. Với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh đặt xe tải cho cái mẫu xe này là 170 triệu đồng các bác nhé. Chiếc xe này thì có quạt gió thôi, chưa có điều hòa, vừa đã lót sàn rồi. Kế bên đây là một mẫu xe dòng xe Đông Ben đời 2016, tải trọng là 810 kg. Dòng xe đã có điều hòa, lót sàn đầy đủ với cái mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh đặt xe tải cho cái mẫu xe này là 107 triệu đồng các bác nhé. 107 triệu đồng. Kế bên đó là một mẫu xe dòng xe Đông Ben đời 2017, một dòng xe tải trọng 810 kg, chiều thùng 2m4. Chiếc xe này có quạt gió, chưa có điều hòa các bác nhé, chưa lắp điều hòa. Thường dòng xe này không có điều hòa đâu.
chủ yếu là chủ cũ của họ có nhu cầu họ sẽ đắp thêm thôi. Với những mức giá anh được chia sẻ trên hệ thống của kênh này tải cho cái mẫu xe này là 128 triệu đồng, xin lỗi các bác, 123 triệu đồng các nhé, 123 triệu đồng cho mẫu xe đời 2017 này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cả một loạt các mẫu xe dòng xe SUV, dòng xe Taconer đầu dài, máy Suzuki, điều hòa 2 chiều. Trước mắt các đây là một mẫu xe biển số 20C11311. Dòng xe Taconer 950A, tải trọng 750 kg, điều hòa 2 chiều, đời 2016, với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh xe tải cho mẫu xe này là 168 triệu đồng. Kế bên đây là một mẫu xe Taconer đời 2020, tải trọng là 990 kg, với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh này sẽ tải cho mẫu xe này là 212 triệu đồng các bác nhé, 212 triệu đồng, điều hòa 2 chiều, lót sàn đầy đủ, đi mới được khoảng 4.000 cây thôi. Một mẫu xe lướt của dòng xe Taconer tải trọng 990 kg, các bác đã tiết kiệm rất nhiều khi sở hữu những chiếc xe lướt như thế này với mức giá rất hợp lý, tiết kiệm được khoảng vài chục triệu. Tiếp theo là một mẫu xe Taconer 990 kg, thùng kín, một mẫu xe đời 2017, tải trọng là 990 kg, với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh này sẽ tải cho mẫu xe này là 178 triệu đồng, 175 triệu đồng các bác nhé, 175 triệu đồng, thùng kín chở các mặt hàng điện lạnh, điện tử, điện lạnh cũng như các mặt đồ khô rất là ok, thoải mái, máy Suzuki, điều hòa 2 chiều. Tiếp theo là một mẫu xe Taconer đời 2018, một mẫu xe tải trọng 990 kg, điều hòa 2 chiều, máy Suzuki, chiều thùng là 2m4, với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh tải cho mẫu xe này là 185 triệu đồng các bác nhé, 185 triệu đồng đời 2018, đã cái Euro 4 rồi, bảo vệ môi trường. Ở ngoài các mẫu xe tầm tiền từ 100 triệu và các mẫu xe sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A ra, thì em xin chia sẻ và báo giá một số các mẫu xe mới về cái xe tải các bác nhé. Mẫu xe K165 đời 2016, một mẫu xe tải trọng là 2,4 tấn, sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, chiều thùng là 3,5 m, với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh này xe tải cho mẫu xe này là 325 triệu đồng các bác nhé. Hiện tại với các dòng xe Kia K165 em đang có các mẫu xe đời 2015, 2016 và 2017. Giá của đời 2015 thì nó rơi vào khoảng từ 300 triệu đồng, 2016 từ 315 đến 325 triệu đồng và đời 2017 thì rơi vào tầm giá từ 304 đến 355 triệu đồng các bác nhé. Đây là mẫu xe đời 2016 này với mức giá là 325 triệu đồng. Và bên trong đây là một mẫu xe K200, một mẫu xe dòng xe điện, tải trọng là 1,950 tấn, điều hòa, gương kính chỉnh điện, giấy kính giấy gương đầy đủ cả, sàn thì chưa lót, với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh này đã tải cho mẫu xe đời 2019 này là 2019 này là 335 triệu đồng các bác nhé, 335 triệu đồng. Dòng xe máy điện mới về, xe đẹp xuất sắc luôn, không lỗi nhỏ. Bên trong đây là một mẫu xe Kia K165 đời 2017, một mẫu xe sơn xi máy móc duy nguyên bản, đẹp xuất sắc từ phần lốp lát đến sàn sóng đầy đủ cả các bác nhé. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh là sẽ tải cho cái mẫu xe này là 355 triệu đồng và có thương lượng khi trực tiếp xem xe tại salon Xe Đẹp 88, địa chỉ phố Gia Khánh, thị trấn Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe đẹp xuất sắc mới về tại đạt xe tải, một dòng xe máy điện, dòng xe Kia K250 đời 2020 các bác nhé. Mẫu xe này có một giá đang được chia sẻ trên thống của kênh đời xe tải là 405 triệu đồng, một mẫu xe lướt đẹp xuất sắc, đi mới được từ xe là mới mua đời 2020, đi mua từ tháng 6 các bác nhé, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm từ tháng 6 năm 2022 này, đi được rất ít thôi, đẹp xuất sắc này, không một lỗi nhỏ. Tiếp theo đây là một mẫu xe dòng xe Kia K125 đời 2016 với mức giá là 248 triệu đồng. Ra ngoài bên ngoài đây chúng ta cùng đến với cả một số các mẫu xe mới về các bác nhé. Cái mẫu xe K250 kia thì nó là một mẫu xe lướt rồi, đi mới được mấy tháng thôi, đi rất là ít.
đi hoạt động được tầm vài nghìn cây thôi. Họ có nhu cầu đổi lấy những cái mẫu xe tải trọng lớn hơn nên là họ để lại cho em một cái mức giá hợp lý. Các bác mà đang có nhu cầu mua xe gần như là thay xe mới mà cái mức giá hợp lý nhất thì hãy liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình để sở hữu được cái chiếc xe K250 đẹp xuất sắc như vậy và tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với mua một chiếc xe mới các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia K40 là 2014, một mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn, đủ chiều thùng là 3,5 m. Điều hòa lót sẽ đủ rồi với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Mình Tải cho mẫu xe này là 260 triệu đồng các bác nhé. Sang bên đây là một mẫu xe Kia K3000 đã 2013, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,2 tấn. Điều hòa lót sẽ đủ với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Mình Tải cho cái mẫu xe này là 235 triệu đồng các bác nhé, 235 triệu đồng. Những cái mẫu xe nào mà em chưa có video thì sẽ tầm chiều tối nay sẽ có video quay cụ thể với chi tiết các bác nhé. Kế bên đây là một mẫu xe Kia K3000 đã 2010, một mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 tấn, với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Nhà Xe Tải cho mẫu xe này là 200 triệu đồng các bác nhé. Điều hòa lót xe này đủ rồi về chỉ vận tải kinh doanh thôi. Xe cam kết không đâm đụng, không gặp nước, không đổ kích, săn lên được chủ nhanh chóng dễ dàng. Vừa rồi là video chia sẻ và báo giá một số các mẫu xe và dòng xe mới về tại Xe Tải. Các bác đang có nhu cầu về mẫu xe nào hãy để lại cho em lời nhắn, để lại comment. Mọi tư vấn hoàn toàn là miễn phí. Em sử dụng số điện thoại là 0975 180 777. Em ở quý địa chỉ là số nhà 77, phố Giang Khánh, thị trấn Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Các bác có thể dành thời gian khoảng tầm 3 đến 5 giây bấm đăng ký kênh, chia sẻ video, chia sẻ livestream vào các hội nhóm để có thể được mọi người biết đến và trở thành fan chính của Xe Tải để nhận được những thông báo mới nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ lần sau.